chào mọi người quay lại kênh của mình nhé chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em thì bữa nay mình làm clip này sẽ tiếp tục chia sẻ đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ có coi gần một khối anh em nhé thì ở đây là mình được sự đồng ý của em hiệu ở bình định á. thì bữa nay mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ của hiệu cũng như mình xem xem coi là hiệu làm cái hệ thống lọc của mình như thế nào anh em nhé ở đây là toàn bộ xung quanh cái khung cảnh hồ của hiệu á anh em hồ này của mình thì làm từ chậu cây kiển anh em à, chậu này là chậu lục giác anh em nhé À, tổng thể tích nước hồ của mình là gần một khối anh em nhé. À, trong thời gian vừa rồi thì cũng có một số anh em à, nhà mình có sẵn những cái chỗ kiện giống như của hiệu nè, à, hoặc là có những cái bọng giếng, à, anh em không biết làm hệ thống lọc như thế nào, đặc biệt là mình không có kết nối ống được từ ngay chỗ hồ chánh ra ngoài để mình làm lọc, mà anh em muốn để bơm trực tiếp bên trong hồ luôn, mình chưa biết làm như thế nào. thì ngày hôm nay thông qua video này cũng như là thông qua hồ cá của hiệu mình cũng như là hiệu sẽ giới thiệu đến anh em cái bộ lọc cực kỳ đơn giản mà mình không có cần phải sử dụng quá phức tạp cái hệ thống lọc luôn anh em nhé có nghĩa là bơm mình sẽ để trực tiếp bên trong hồ và mình bơm lên cái hệ thống lọc của mình thì ở đây là hiệu chỉ sử dụng duy nhất một là cái dàn lọc ba của mình thôi thì ngay chỗ cái lần là dàn lọc ba kỳ này mình sẽ tận dụng mình làm giống như thay thế ngăn lắng nè rồi nước sạch nó sẽ đi theo những cái tầng của cái dàn ba của mình nó trải về hồ chánh thì khi mà nước trải về hồ chánh như vậy mình có thể là tận dụng cái nước sạch đó mình làm luồn luôn anh em nhé thì ở đây là mình sử dụng là bơm 6.000 lít trên giờ nha anh em đối với lại cái mẫu hồ giống như của hiệu mà gần một khối á, tầm cỡ tám trăm mấy chục lít đó anh em mà mình sử dụng cái bơm 6.000 thì nó cũng tương đối ổn anh em nha đây cái ống nhỏ mà ống 21 này á, là làm luồn nha anh em mình đối với lại những cái hồ mà chậu kiển giống như của hiệu á thì mình sẽ cho cái hút đáy nằm ngay chỗ giữa tâm hồ tại vì khi mà mình có luồn á mình sẽ đẩy nó xoáy vòng tròn á thì phân thường nó sẽ động lại ngay chỗ giữa tâm hồ nên là mình sẽ đưa cái hút đáy lại ngay chỗ đó sẽ là hợp lý nhất và xử lý phân một cách tốt nhất anh em nha bom thì mình chế chế nó vừa hút mặt với lại là hút đáy luôn nhưng mà anh em nhớ cho mình nha chế cái hút mặt á giả sử như cái đường ống bơm của mình đó là 34 anh em nhớ là cái đường nước mà cho lên hút mặt á chỉ cho về 21 thôi tại vì hút chủ cái nước trên mặt nó chủ yếu là cái 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 phân nổi thôi với lại là những cái bọt rồi thôi chứ còn thực chất nó cũng không có dơ nhiều nên là mình cho cái đường ống lên nhỏ để nó giảm tải lại tất cả cái lực mình sẽ tập trung vào ngay chỗ cái hút đáy anh em nha tại vì phân chìm nó sẽ nhiều hơn phân nổi hút mặt thì nếu như bạn em để ý nó cái công dụng của nó chủ yếu là hút cái phần nổi mà phần nổi thường thì cá nó đi sẽ rất là ít chủ yếu là nó đi phân chìm thôi <laughs> nên là nếu mà anh em làm cái hút mặt á mình cố gắng ha làm như thế nào để kìm hãm nó lại mình chia tê thì mình phải làm cho nó nhỏ để cái lực của hút đáy mình nó mạnh anh em nha cái thì thường nó sẽ đi phân chìm rất là nhiều hồ mình hoạt động đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng ngoài được một tháng rồi anh em nước vẫn trong và cá vẫn khỏe anh em nha mặc dù là hệ thống lọc của mình ở đây là mình làm nó không quá phức tạp nhưng mà anh em thấy là cái chất lượng nước của mình rất là tốt ở đây thì mình cũng không có cần làm gì nhiều anh em ở đây thì hiệu sử dụng là cái bơm 6000 lít trên giờ nè thì mình sẽ bơm lên cái hệ thống lọc của mình thì ngay chỗ trên cái hệ thống lọc của mình đó, thì mình chế mình chế như là cái tầng đầu tiên anh em có thể là làm lắng luôn đó hoặc là không thì mình sẽ bơm trực tiếp luôn thì bây giờ mình sẽ nhờ hiệu sẽ quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc để cho anh em mình tham khảo xem coi là liệu hiệu sắp xếp vật liệu lọc như thế của mình như thế nào mà chất lượng nước của mình nó tốt được như vậy luôn anh em ha đơn giản thôi ở đây mình chế hút đáy là hút mặt nè từ ngay chỗ này ha bơm sẽ bơm lên cái đầu tiên trên đầu tiên này thì mình sẽ để là ba kỳ thay vì anh em có thể chế ha trên đây là mình làm lắng còn ở đây thì hiệu sẽ bơm trực tiếp vào bên trong luôn. Cái này giống như là mình chơi kiểu lọc thô anh em. Mình sắp nhiều lớp Gmax cộng với lại lưới lan. Ở tầng dưới thì mình sẽ tiếp tục để lưới lan và có thể là anh em xài đá lòng vũ nè, sứ viên hoặc là nhâm thạch. Đó là nó đi xuống tầng dưới thì ngay nước tầng dưới này mình sẽ để sứ thành. Rồi mình sẽ đục một cái ống thấp hơn ngay chỗ thác ha. Thường anh em hay hỏi mình là nước sạch làm luôn được hay không? Mình hay chỉ ngay chỗ này nè là ngay cái chỗ cái luồng đó anh em đục một cái ống 21 á nó thấp hơn ngay chỗ nước thác ra để anh chi cái lực nó sẽ mạnh hơn, còn nếu mà anh em để bằng thì cái lực nó sẽ yếu ha, cái luồng á nên là mình đục nó sẽ thấp hơn nha anh em. Đó, rồi nước mình sẽ ra hoài hồ chánh thì cái luồng này nó sẽ đẩy, nó tạo dòng chảy và một phần nước sẽ ra ngay chỗ thác để nó tạo cái nguồn oxy cho hồ luôn. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ của hiệu anh em, nó cũng cực kỳ đơn giản thôi thì ở đây là mình xin tóm gọn lại để cho anh em mình dễ hình dung luôn nếu như ở nhà anh em nào có sẵn một cái chỗ kiện giống như của hiệu hoặc là mình có những cái bọng giếng nè thì mình có thể là áp dụng thí dụ như mình không kết nối được ống từ ngay chỗ hồ chánh ra hệ thống lọc thì mình để bơm trực tiếp bên trong hồ luôn nhưng khi để bơm trực tiếp bên trong hồ là anh em nhớ cho mình phải chế hút đá và hút mặt luôn luôn phải có hai cái này ha hút đáy không thì cũng ok nhưng mà, không, nhưng mà nó sẽ không được đẹp nước nên là phải có hút mặt nhưng khi mình chế hút đáy là hút mặt anh em lưu ý cho mình hút mặt nó chỉ hút cái phần trên có nghĩa là phân nổi và bọt thôi để nó tạo cái bề mặt nước đẹp thôi nên là anh em cho cái ống đường lên á nó nhỏ lại thì thay vì hồi nãy ở đây là mình sẽ ví dụ luôn để nếu như anh em nào mà chưa biết cái cách chế thì anh em có thể là tham khảo ha ngay chỗ cái hồ của anh Hiểu đây thì mình sẽ chế hút đáy là hút mặt giả sử như cái đường của cái ống bơm anh em nó ra là ống 34 thì mình sẽ chia tê một cái lên trên là mình hút mặt và một cái dưới mình sẽ hút đáy. Thì ngay chỗ lên hút mặt này anh em sẽ thu nhỏ nó về có nghĩa là 34 về 21 để anh chị em thấy giảm cái lực nước. Tại vì nó hút nước bề mặt thôi, không cần phải hút nhiều. Đó, rồi chủ yếu là mình tập trung ngay chỗ cái hút đáy của mình. Đó thì do là hồ của mình ở đây á là chậu kiển hình lục giác nên là mình sẽ đưa cái hút đáy của mình ra ngay chỗ giữa tâm hồ. Thì mình sẽ góp ý luôn, nếu như được á, anh hiểu á có thể là sơn đen thì nhìn nó sẽ đẹp hơn có nghĩa là mình để như vậy cũng được rồi nhưng mà mình sơn đen nhìn nó sẽ đồng màu cái hồ của mình hơn tại vì trong thời gian sắp tới khi mà hồ mình có ánh sáng chắc chắn một trăm phần trăm nó sẽ lên riêu mà khi nó lên riêu rồi thì cái chất lượng nước của mình nó ngày càng nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn nên là mình sơn cái ống nó màu đen nó sẽ đồng đều với lại là cái nền hồ mình nhìn nó sẽ đẹp hơn là cái thứ nhất và cái thứ hai nữa ở đây là do là mình không có làm lọc cho nên là bơm mình sẽ bơm trực tiếp lên lên cái hệ thống lọc của mình luôn bơm ở đây thì hiệu xà là bơm 6.000 lít trên giờ mình sẽ bơm lên cái dạng ba kỳ tầng đầu tiên mình sẽ để là di mát với lại là lưới lan Rồi nước sạch nó sẽ đi xuống những cái tầng tiếp theo thì mình cũng sắp thôi có thể là anh em xài sứ viên nhâm thạch hoặc là sứ thanh gì đó rồi nước mình trải vào hồ chánh thì đây là cái kiểu làm lọc mà mình khuyến khích anh em luôn Nếu như anh em nào mà cái hồ mini nên xài bơm to rồi nước sạch trải vào hồ chánh Mình sẽ đục một lỗ thấp hơn ngay chỗ nước ra Mình làm lùn Và ngay chỗ nước nó còn dư nó sẽ đi theo thác ra nó tạo oxy Đó là mình khuyến khích anh em làm như vậy luôn Thì nó sẽ đỡ phải vấn đề bỏ máy, máy thổi luồng bên trong hồ Và nó tiết kiệm luôn cái phần sử dụng điện cho cái máy thổi lùn luôn anh em nha thì ngày hôm nay thông qua video này Hiệu cũng nhờ mình gửi đến anh em trong kênh của mình là nếu như thấy hồ của Hiệu còn những điểm gì cần thiếu sót Thì anh em cứ comment bên dưới để giúp Hiệu hoàn thiện hoàn thiện hồ của mình hơn á anh em Thì đối với lại cái cá nhân riêng của mình á, thì đối với lại hồ mini thì mình lọc thô như vậy là cũng được Nhưng mà ngay cái chỗ mà mình không có lắng á, thì nó sẽ rất là cực trong cái vấn đề vệ sinh Có nghĩa là nếu như anh em bơm trực tiếp luôn thì phân nó sẽ động lại ngay chỗ Zmart với lại là lưới lan Thì nước nó đổ xuống anh em biết là nó sẽ tan phân và chất lượng nước của mình nó sẽ không được tốt thì ở đây anh cho hiểu một cái lời khuyên nếu như được em nên làm một cái ống lắng hồ của em là tầm cỡ bao nhiêu đó thì em có thể là mua cái ống 200 ống lắng 200 thì em đo như thế nào mà nó cao hơn cái dàn ba kỳ của em ha thì bơm mình sẽ để bên trong hồ vẫn chế hút đá hút mặt như cũ không có thay đổi gì hết rồi em sẽ cho bơm nó bơm lên cái ống 200 này nhớ là cái ống 200 này nó phải cao hơn cái dàn ba kỳ em canh từ dưới đáy lên ngay chỗ cái đường bơm vào ấy em đục nó cách cỡ tầm một gan rưỡi đến hai gan và em làm một cái co ở bên trong để khi mà nước nó bơm vào trong cái ốc này nó sẽ xấy một tròn và những cái gì nặng nhất phân cũng như thức ăn như thừa nó sẽ động lại ngay chỗ giữa cái cái ống 200 này gần dưới dưới đáy ống em đục một cái ống để em, em, làm cái van để giống như cuối tuần em sẽ xả phân ra một lần ở trên ngay chỗ nước đường ống vào em sẽ để là nhiều lớp di mát chỉ sử dụng Zimax gòn đen thôi đừng bỏ vật liệu lọc vào bên trong đây nha tại vì ngay đây nó không có lọc đâu rồi nước nó sẽ dâng lên nó sẽ đi theo một cái đường ống thí dụ như em xài bơm 6.000 thì cái đường ống thoát ra của mình là 60 nó sẽ đi theo cái ống 60 qua bên cái dàn ba kỳ thì nhớ dùm cho anh là cái ống 200 này nó phải cao hơn cái dàn ba kỳ nha nhớ dùm cho anh nha là đó là cái vấn đề thứ nhất mà anh góp ý cho hiệu đó là nếu như muốn hồ của mình ok luôn là em nên làm một cái ống lắng nữa thì nhìn nó sẽ về mặt thẩm mỹ sẽ đẹp hơn và chất lượng nước của mình sẽ cải thiện hơn rất là nhiều thì cái này là em có thể tham khảo ha và cái vấn đề thứ hai là ngay chỗ cái luồng á em điều chỉnh lại đừng có cho nó sát quá tại vì khi mà em cho nó sát quá như vậy nó sẽ đẩy cái phân chìm của mình á nó đảo lên trên thì ngay như vậy là cái hút đá của mình nó sẽ không hút được thì thay vì mực nước của em hiện tại bây giờ là tầm 50 thì do là cái hồ của mình là cái chậu kiển nên là nó sẽ dễ động phân lại ngay chỗ giữa tâm hồ rất là đơn giản thay vì nước 50 em cho nó tầm cỡ 20 hoặc 25 cách đáy thì như vậy nó sẽ tạo được dòng chảy và thứ hai nó không làm cho phân của mình đảo lộn quá nhiều nó sẽ giúp cho cái hút đáy của mình nó hút được hiệu quả hơn hiệu nha thì đó là hai cái góp ý nhỏ anh góp ý cho cho hiệu để mà có thể là em tham khảo để em 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 nói chung là mình sửa một tí xíu nữa để giúp cho hồ mình hoàn thiện hơn ha. Thì nếu như anh em xem video thấy hồ của hiệu còn những điểm gì cần khắc phục thì anh em cứ comment bên dưới nha. À, thôi mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh nó hiệu, anh chúc em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc làm ăn ngày càng phát đạt hiệu nha. Thì nếu như anh em xem video thấy những cái mình với lại hiệu chia sẻ nó hữu ích á thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa chúc mọi người xem video vui vẻ nha.